Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Dài Kỳ. Hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tuấn Vũ. Câu chuyện này có tựa đề là Ảnh Thờ Oan Nghiệp. Câu chuyện này có thời lượng dài 3 tập và trong buổi trưa hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngồi bên này phòng họp, gã đưa mắt ngó nhìn qua bên kia, nơi ông Phóng đang oang oang phát biểu. Về cơ bản nó là như vậy đó, thưa bà con. Vì vậy mà hôm nay tôi xin phép thông báo cho bà con về việc đó. Tiến trình xử lý vấn đề đền bù thu hồi, quá trình giải phóng mặt bằng ra sao, chúng ta sẽ tiếp tục họp bàn và cùng đưa ra hướng giải quyết, sao cho mà thâu tình đạt lý. Cả tiếng ngày đó leo lên vang lên rõ to. Thế vẫn phải đi họp nữa hả bác Phóng? Ông Phóng cười hành hạch rồi bảo. Tiền sử nữa chứ, quyền lợi cả đấy. Không đi họp thì biết làm sao được. Nhưng mà nếu cả xã ta đồng lòng thì cũng phải nhanh thôi. Toàn đất ruộng y mà, có mấy ai canh tác nữa đâu. Thôi thì cứ để cho nhà nước người ta thu hồi mà làm khu công nghiệp. Sau này con cháu của mình có cái nơi để làm ăn. Phải, xây khu công nghiệp xong thì mình đi làm công nhân, sao lại còn có lương hưu nữa chứ. Đúng đấy, cũng hợp lý. Ruộng đất bây giờ có ai làm nơi đâu, bỏ không là cũng hoài ra. Nhìn những cử tọa bên dưới khán phòng, ông Phóng bấy giờ phấn khởi. Thế mình hoàn thành tốt công tác tuyên truyền vận động bà con hiểu được chính sách chủ trương của nhà nước về vấn đề bồi thường đất đai. Bởi vì sắp tới đây 200 hecta ruộng đất ba xã kế cận là xã Kỳ Khôi, Kỳ Vĩ và Kỳ Vọng sẽ được nhà nước đưa vào dự án phát triển khu công nghiệp 1. Mũi nhọn mở đường để thay đổi bộ mặt của toàn huyện từ nông nghiệp chuyển sang công nghiệp. Ông Phóng có trách nhiệm tuyên truyền vận động bà con của xã Kỳ Vọng hưởng ứng với phong trào mới của địa phương cũng như chủ trương chính sách, hợp tác với chính quyền để bàn giao đất ruộng. Ngồi bên này phòng họp, Báo Vân về túm dâu cầm của mình đứng dậy, phải săn ấm chè chờ đợi ông Phóng họp xong, rồi nhâm nhi tâm sự. Sinh ra từ làng, Báo cũng như tất cả những người đang có mặt ở phòng họp bên kia đều có một tuổi thơ gắn liền với những cánh đồng, những buổi chiều lộng gió chăn trâu, những ngày hè nóng như đổ lửa vẫn rủ nhau đi bắt cua bắt cá. Nhiều năm trôi qua, những mảnh đất màu mỡ từng là sinh kế của biết bao người cũng đã dần hoang hoại. Dường không còn người làm nữa, đa phần thanh niên sàn tuổi Báo đều thoát ly lên thành phố làm công nhân viên, hoặc sẽ hướng cuộc đời của mình để không phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như đời ông, đời bố mẹ. Những mảnh ruộng cứ như vậy bỏ không, như một ký ức đã chìm vào quá khứ. Chỉ đến dạo gần đây khi huyện thay đổi hướng phát triển từ nông nghiệp chuyển sang công nghiệp, những mảnh đất ấy mới được thiên hạ để tâm, và Báo cũng không nằm ngoài mối bận tâm đó. Gia đình của hắn thì không có nhiều ruộng, chỉ khoảng 2 sào. Thế nhưng thế thửa ruộng của nhà Báo lại đặc biệt hơn những gia đình khác, bởi lẽ giáp danh với ruộng nhà gã lại là một bãi tha ma. Bãi tha ma này chính xác có từ bao giờ thì không ai nhớ nữa, chỉ biết là làng có người chết thì tang quyến sẽ mang cái xác ra đây. Ban đầu theo trí nhớ của những người trọng tuổi, bãi mả này không phải chôn của người làng, mà là bãi mả chôn xác đói, chôn cả dân ngụ cư. Diện tích không rộng lắm và quy hoạch cũng lung tung, hay nói đúng hơn là chẳng có quy hoạch gì. Người làng ngày xưa có nhiều gia đình không muốn chôn chung với dân ngụ cư, nên thay vì táng ở nghĩa trang, họ lại táng ngay ở trong vườn hoặc là thửa ruộng của nhà mình, vì niềm tin các cổ sư phù hộ cho con cháu, giúp cho con cháu trông chừng mảnh đất canh tác của gia đình. Thế ông Phóng cũng đã họp xong, Báo đon đà rót nước rồi mời. Bác Phóng ơi, làm tí đã. Ông Phóng cười cười rồi đáp. Chè hả, mới pha chứ? Dạ mới pha, chè cũ ai lại đi mời bác như vậy. Ông Phóng bây giờ xuề xòa. Quan trọng cái chó gì, tớ hỏi vậy cho có lệ thôi. Có người pha cho uống là tốt lắm rồi. Vừa nói ông Phóng vừa nhận lấy từ tay của Báo chén chè, nhấp một ngụm rồi chép miệng bảo. Chè ngon đấy Báo, mày mua ở đâu vậy cháu?
Bảo vẫn đôn đả nói: mua gì đâu, cháu có ông bạn ở trên Thái Nguyên nó tạt vào chơi đó, để lại cho cháu cả cân. Bà có uống thì cháu biếu, chứ cái giống này mất ngủ lắm. Chúng mày càng ngày càng khác xa cái thời của bác. Thật đi bộ đội đó, thèm cái nắm chè với cái kẹo lạc mà chả có. Bác cười theo rồi lơ đễnh hỏi: thế họp hành sao rồi bác? Bà con có thuận bụng hết cả không? Chắc là cũng xuôi thôi, nhà nước đền bù hậu hĩnh, lại hứa là sau này khu công nghiệp hoàn thiện, ưu tiên thuê con em, người dân có hộ khẩu của cả ba xã chúng ta. Báo liền gật gù rồi bảo: dù sao thì đất ruộng bỏ hoang cả mấy năm, để thì công phí của. Mà bác này, thế đền bù đất nhưng mà còn chuyện mùa mà sao hả bác? Ông Phóng hơi giật mình, ông quay lại hỏi: thế nào kia, mùa mà? Vâng ạ. Chẳng lẽ trong ruộng của nhà cháu có mấy ngôi mộ của các cụ, ngày xưa chẳng hiểu kiêng kỵ thế nào mà lại không có chịu chôn trong cái nghĩa địa gần đó, cứ nằng nặc đòi thoát ly xa rời quần chúng. Báo nói như thế là pha trò, ông Phóng cũng vô tư cười theo. Ông gật gù bảo: ôi dào ơi, làng mình trước nay có lệ là không chôn chung với người ngụ cư, còn đền bù dĩ nhiên là phải có. Cái chuyện mồ mả là cái chuyện tâm linh, người ta làm không cẩn thận dẫn nó trả kiện cho bỏ mẹ đi chứ hả. Về cơ bản thì bác cũng thấy cái danh sách các hộ có mồ mả nằm trong đất ruộng đây. Thế làng mình có nhiều không hả bác? Cũng tương đối, các xã khác thì chưa biết, nhưng mà riêng xã mình sơ sơ thì cũng phải có đến 30-40% rồi đấy. Thế nhà mày có mấy năm? Đền bù hỗ trợ di rời người ta tính theo nấm đấy. Bảo chớp chớp mắt, há hốc mồm ngây người nhìn ra sân như đang tính toán. Thế nhưng hắn lại chép miệng lắc đầu rồi bảo: chắc cũng không nhớ đâu, 6 hay 7 nấm gì đó thì phải. Ô hai cái thằng, mồ mà cha ông tổ tiên không có nhớ là thế nào? Bảo liền cười hình hạch đáp: thì cháu có mấy khi ra đó đâu, toàn là ông già cháu ra hương khói mà. Thôi để cháu về cho hỏi bố cháu đã. Ông Phóng lắc đầu bảo: chết thật đấy, cái bọn thanh niên chúng mày, con chim có tổ, con người có tông, thờ cúng tổ tiên không phải là mê tín dị đoan đâu, là đạo lý cả đấy cháu. Dắt xe đạp vào sân, có tiếng mấy đứa trẻ con hàng xóm bám đít theo chiếc xe đạp reo lên: à chú Báo về rồi, có quà cho cháu không? Giọng của bà Phú từ trong bếp vọng ra: nào, cái mấy cái đứa kia vòi vĩnh cái gì thế, ta lại vả cho cái bây giờ. Con cái nhà ai tối rồi không có về thổi cơm đi. Vừa nói bà vừa tất tả đi ra sân rồi hỏi Báo: hôm nay về muộn vậy con? Dạ con nán lại hỏi chuyện bác Phóng, cái chuyện đền bù ruộng đất đó mẹ. Bà Phú nhìn vào trong gian chính: ừ thế thì tốt, bố mày mấy hôm nay cứ nhắc mãi cái chuyện đấy. Nhà mình có mấy xào chẳng biết đền bù được bao nhiêu con nhỉ? Biết mẹ hỏi như là dò ý, Báo không trả lời cụ thể nhưng cũng đấp lửng: cũng hậu đi mẹ, tiền đó để bố mẹ dưỡng già, chúng tôi thì cần gì, quan trọng là các anh thôi. Bà Phú khẽ thở dài rồi trầm giọng nói nhỏ như thì thầm: bố mày xem chừng sốt ruột lắm rồi đấy con ạ. Báo gần gù bố của gã sốt ruột, thế cho nên gã mới phải pha chè đun nước mời ông Phóng để moi tin đấy chứ. Sốt ruột cũng phải thôi, vì bao nhiêu ngày nay từ khi biết tin nhà nước lấy ruộng của ba xã để làm khu công nghiệp, ông Phú cũng khấp khởi mừng. Nhưng dạo trước nghe đâu số tiền đền bù không lớn, thành ra ông cứ thở ngắn than dài mãi. Làng Kỳ Công thuộc xã Kỳ Vọng nằm trên con đường quốc lộ, là cửa ngõ để các tỉnh phía Nam dẫn vào thủ đô, là khu vực trọng yếu, có con đường huyết mạch nối dài Bắc Nam. Vị trí địa lý thuận lợi giao thông nên từ lâu được nhắm tới để chính phủ quy hoạch xây dựng lại. Từ cổng làng trở vào là cánh đồng lúa mênh mông, được ngăn với khu vực dân sinh bằng con mương nhỏ, phục vụ tưới tiêu, vừa điều hòa không khí. Trên cánh đồng thẳng cánh cỏ bay ấy, có mấy xảo đất của nhà ông Phú. Mảnh đất ấy được gia đình của ông chăm chút từ lâu, đã giúp cho hai ông bà nuôi lớn 4 người con trai. Cả 4 anh em nhang nhác giống nhau, nếu mặc quần áo như nhau thì có khi chính bố mẹ cũng nhận nhầm. 4 người con ngoan ngoãn chưa ai lập gia đình và đều tập trung ở trong căn nhà rộng rãi thanh thang của bố mẹ. Thế nhưng vẫn ngăn đều ra phần đất để mỗi người có một cuộc sống riêng. Đương nhiên là dù mỗi anh em đều được ông bà Phú dựng cho một căn nhà, nhưng mấy xảo ruộng kia cũng được chia ra cho công bằng hợp lý. Gần đây nghe thông tin ruộng đất sắp được đền bù,
Ông Phú khấp khởi mừng. Thôi thì nhà không ai làm ruộng, đền bù thì cứ chia ra làm bốn cho bốn anh em. Thế báo vào trong nhà ông Phú dì tai rồi hỏi con. Thế nào? Cái tình hình trên ủy ban ra sao? Người ta có đền bù hậu không? Báo liền chép miệng. Vẫn thế thôi, nhưng mà được cái là họ đền bù thêm cả cái tiền di rời mồ mả nữa bố. Ông Phú gần gù đáp. Cái đó thì là đương nhiên, nhưng mà bao nhiêu tiền một ngôi? Nghe đâu là 50 triệu đó. Ông Phú há hốc mồm. Cái gì? Có rúm xương khô mà tận những 50 triệu hả? Thì vấn đề nhạy cả mà bố. Không đền bù thỏa đáng người ta không nghe. Ông Phú liền chép miệng. Căng nhè. Đúng là nhà nước lắm tiền thật đấy. Xem nào, nhà mình có ba nấm ở ngót 200. Bao lắc đầu nhìn bố bằng ánh mắt tinh quái lạ thường. Sao lại ba? Vừa nãy con đã bảo ông Phóng nhà mình có 7 nấm đó. Cái gì? Có 3 nấm thôi, mày bốc ai vào nước mà thành 7? Thì bố cứ nghe con trình bày thế nào. Rồi ông Phú cúi đầu nghe báo thì thầm những điều ông chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng mà điều mà để thiên hạ biết được sẽ động kinh thiên động địa, người bình thường chắc không bao giờ dám làm như vậy. Trong 4 người con là Bảo, Bối, Báu, Bở thì chỉ có thằng Báu tính đến lúc này là đang học hành cao nhất. Công ăn việc làm cũng thuộc dạng ổn định hơn cả hai anh. Còn thằng Bở thì bây giờ mới đang chuẩn bị ôn thi để vào trung cấp hoặc là cao đẳng. Trong nhà chỉ có Báu được làm ông công chức. Cho nên dù chỉ em thứ ba trong nhà, nhưng hầu như mọi người đều kiêng nể. Người nhà quê thật thà chất phác, họ thường vẫn nể phục những kẻ có chức có quyền, lại có chữ nghĩa như Báu. Bởi vậy mà ngay sau khi run rẩy nghe hết những gì Báu nói, ông Vũ lắp bắp ngước lên. Làm như vậy liệu có sao không? Mày nói mà bố sợ quá thôi. Báu liền mỉm cười. Con không lo thì ông lo cái gì? Ai biết được đâu mà sợ. Chỉ cần nhà mình kín mồm kín miệng thì không có ai biết cả. À mà bố này, cái việc mình làm xét ra cho việc cũng là việc đức mà. Người tâm nằm đấy bao nhiêu năm không được ai để ý, bây giờ mình rước về cung phụng lại chẳng sướng hơn sao? Bố cứ nghe con. Con nói thì chưa chắc hai anh đã xuôi đâu, nhưng mà nếu bố bảo thì hai anh phải làm đấy. Trầm ngâm suy nghĩ, ông Phú nuốt khan nước bọt, đưa mắt nhìn ra khoảng sân đất chìm nghỉm vào bóng tối. Một đêm cuối đông mưa phùn bay mù mịt, trời không trăng không sao, khung cảnh tối thui như chìm lên một tấm vải đen lạnh lẽo và hoang vắng. Giữa con đường làng cắt qua cầu mương có 4 người đang đầm lũi rào chân bước đi vội. 4 cái bóng đó vừa đi vừa quanh quất nhìn khắp phía. Chúng nép sát vào tường, lần khuất sau những chùm lá thấp và len lỏi trong bóng tối lờ mờ. 4 kẻ đó, người cầm sẻng, kẻ cầm cuốc, lại có kẻ ôm theo một manh chiếu cũ và cả những vật tròn tròn mà ở xa nhìn không rõ. 4 người đó không ai nói với ai câu nào, chỉ cứ cắm cúi lần mò mặt đi. Đến một quãng chúng dừng lại rồi tách nhau ra. Hai kẻ đi thẳng ra phía ruộng, còn hai kẻ khác thì lần lút trốn ở bãi tha ma. Đây là 4 gã con trai của nhà ông Phú, Bảo, Bối, Báu, Bở. Chúng đang thực hiện nốt kế hoạch ghê gớm rợn người, một kế hoạch đã được chính Báu thảo ra để cho mình và anh em cùng thực hiện. Cái ý tưởng điên rồ và khủng khiếp ấy đã nảy sinh trong đầu của Báu ngay sau khi có tin địa phương chuẩn bị được đền bù ruộng đất. Vốn đã sẵn những ngôi mộ nằm trong mảnh ruộng của gia đình, khuất sau mấy bụi tre, lại xa xôi với những thửa ruộng hoang kế cận. Vốn anh em Bảo, Bối, Báu, Bở sẽ làm thêm mấy ngôi mộ già giữa mấy sào ruộng để chính quyền địa phương phải đền bù thêm tiền. Và để những ngôi mộ ấy thuyết phục hơn, hai trong số 4 người con sẽ đi quật những ngôi mả hoang bên ngoài nghĩa địa, rồi lấy cho cốt gói vào mảnh chiếu sách, sau đó thì đem chôn sang cánh đồng nhà mình. Mộ cũ đào lên rồi lấp đất lại, đương nhiên chẳng ai phát hiện. Chưa kể đó lại là mộ hoang vô thừa nhận, cho nên dù có dấu hiệu tung tóe đào xới thì người ta cũng chỉ nghĩ là do bọn trẻ chân trâu để ra súc ngúc mõm vào, hoặc là mối làm tổ cho nên nó mới sụp mộ. Mãi mà với những thửa ruộng hoang đã bao năm nay, cây cỏ mọc tạp nham, lau sậy mọc quá đầu người sẽ trở thành một bức bình phong tự nhiên, che đậy đi bí mật khủng khiếp của gia đình Báu. Tình hình chỉ an vốn ổn định, lại thêm địa thế của mảnh ruộng nhà mình cách xa những gia đình khác, lại càng là những nhân tố quyết định tính bí mật của ý tưởng này.
chưa kể được sự ngấm ngầm ủng hộ của ông Phú và các anh em trong nhà nể nang, và coi như là cả thiên thời địa lợi nhân hòa, khiến cho Báo càng thêm phần thực hiện cho kỳ được. Chỉ cứ tính tiền đền bù ruộng đất thì nhà nào cũng như nhau, người ta cứ đo đất rồi lại đưa tiền vậy thôi. Số tiền đó kể ra cũng nhiều, gần tỷ bạc cơ mà. Bao giờ có một người nhà quê mới kiếm được nhiều tiền như thế. Thế nhưng mà chỗ tiền tỷ đó chia đều ra cho mấy người thì cũng chẳng còn lại là bao. Vậy nên theo lời của Báo, ông Phú đã quyết định kiếm thêm một chút. Các anh em của Báo ban đầu nghe cũng sợ, thế nhưng lòng tham vô đáy. Tiền bằng vốn là cái thứ mồi nhử hữu hiệu cho những bộ óc thô sơ, ngờ nghịch và dễ dàng lợi dụng. Cho nên sau khi ông Phú mở lời, Báo chỉ cần thuyết phục thêm một chút, mấy anh em trong nhà đồng lòng đồng dạ. Cơ hội nào cũng đến chỉ có một lần trong đời, kiếm được thêm mấy trăm triệu có khi là chuyện của cả một đời, nào có phải là dễ. Chúng nghĩ như vậy. Và ngày đêm đó thì bốn anh em tiến hành thực hiện. Cho tới hôm nay bốn người đã quật lên được ba ngôi mộ. Đêm nay sẽ là ngôi mộ cuối cùng. Sau khi đã chia ra làm hai ngả, thì Bảo và Bố, nghĩa là hai người con đầu của ông Phú, đi vào bãi tha ma để quật mộ người chết. Cần Báo vào bờ thì sẽ lại lần ra khu ruộng của nhà mình để đào một cây huyệt nông, lát nữa sẽ vùi xuống. Những ngôi mộ hoang vô thừa nhận được Báo đánh dấu từ trước, để cho các anh không quật nhầm những ngôi mộ khác. Ruộng của nhà gần bãi tha ma, nhiều lần Báo cũng đi đường tắt nghĩa địa để vào ruộng của nhà mình, cho nên hắn không xa lạ gì với những nấm mộ vô chủ quanh đây. Những nấm mộ này đã nằm ở đây cả chục năm, bình thường chẳng có ai để ý. Hình như đó là phần mộ của gia đình ngụ cư, đã chuyển đi khỏi làng từ những năm Ất Dậu. Sau nạn đói người chết như ngả dạ, cho nên đã cả mấy chục năm nay không một ai hương khói. Báo thuyết phục anh em của mình rằng: các anh à, người ta nằm đó lạnh lẽo bao lâu nay, à bây giờ ta đón về hương khói. Sau này ta lại di rời đi đến một cái chỗ khang trang, hoặc mang vào trong chùa cho hưởng hương hoa lễ vật, nghe cầu kinh tiếng kệ, thì đó nào đâu phải là việc xấu. Tích đức nữa là đằng khác đó, miễn sao mộ yên mà đẹp là được, chứ có gì đâu mà sai. Nghe cũng bùi tai, cho nên sau vài lần ngọt nhạt, chẳng mấy chốc mà các anh em của Báo bị gã thuyết phục hoàn toàn. Chúng cũng không ngờ rằng người anh em của mình lại có thể nghĩ ra được một phương án táo bạo như vậy. Quật mộ của người chết, lấy xương cốt để nhét vào một cái mả khác để lấy tiền đền bù. Mộ giả thì nhiều nơi đã làm, nhưng mà nhiều bị cơ quan chức năng phát hiện. Nhưng mà nếu có ai nghi ngờ đòi đào mộ phần dưới cánh đồng của nhà chúng, thì sẽ thấy ngay một bộ xương bọc trong mảnh chiếu rách. Người ta đương nhiên là chẳng muốn xét nghiệm lôi thôi làm gì, vừa chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, có khi chính họ cũng bị kỷ luật vì quan liêu và tắc trách. Đêm hôm ấy trời mưa phùn rả rích, nước không nhiều lắm, thế nhưng đất cát cứ như vậy dính vết vào bùn lưỡi sèng, nặng cứng nhiều lúc không rút ra được. Bảo vào Bối đang hì hục quật cái mộ hoang bên rìa nghĩa địa, tiếng cụm khu khan vang lên trong đêm sâu thầm thầm, báo hiệu chiếc sẻng sắt đang đụng chạm tới ván thiên. Bảo bây giờ ngừng tay, mày cúi xuống gạt đất qua hai bên, đánh lấy cái xà cày. Nằm ván thiên để lâu mà có vẻ vẫn còn chắc lắm. Đoàn Bảo chờ em của mình gạt đất rồi cả hai lại hì hục tìm cách cậy cái quan tài cũ kỹ. Hai gã đứng trên nắp ván thiên, từng tiếng cọt kèn của gỗ mục xít lên trong bóng tối. Giữa không gian lạnh lẽo hoang vu của khu đất thánh khiến cho hai gã bất chợt giật mình sợ hãi. Từ trên những cành cây cao, vài con quạ đen thình lình bay vút lên, kêu vang từng tiếng thê thảm rợn người. Mỗi nhìn Bảo, hai gã cùng ngừng tay, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn quanh quất. Một cảm giác vừa bất an vừa kinh dị chợt bùng lên, bủa vây hai kẻ liều lĩnh dám nửa đêm đi quật mộ của người chết. Nắp quan tài được lộ ra, Bối ngẩng mặt lên nhìn anh nghi ngại rồi bảo: anh à, sao cái quan tài này nó lạ vậy? Đưa mắt nhìn xuống dưới, Bảo cũng nhận ra sự kinh ngạc trong ánh mắt của đứa em. Mấy cái áo quan lạ thật, nắp ván thiên không những bị đóng đinh trên viền mép mà còn có bảy thanh gỗ nữa vắt ngang qua nắp hòm, chẳng chỉ chung quanh là những vòng xích sắt, mắt xích to như là ngón tay. Bảo nốt khan nước bọt nhìn em: sao lại như thế này nhỉ? Bối cũng lắc đầu không đáp,
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ cho đến giờ, bố chưa từng thấy một cái áo quan nào lại bị trăng xích chẳng chịt bên ngoài như vậy. Bà ngồi thụp xuống lần mò sờ vào sợi xích. Trời mưa bắt đầu nặng hạt, nước bắt đầu đổ vào hố huyệt, cứ như vậy dình lên, nhưng cũng giúp bảo nhìn rõ sợi xích quấn quanh quan tài. Sợi xích hình như không được làm bằng sắt, loáng thoáng trong đêm. Sợi xích ánh lên một sắc xanh xanh, lấy móng tay cậy vào, bảo khẽ reo: "Không phải sắt đâu, xích đồng đấy." Bố cũng tò mò ngó xuống, bật cái đèn pin con thỏ chĩa vào. Mưa đã rửa trôi phần nào lớp bùn đất bám bên ngoài, khiến cho một đoạn xích hiện ra rõ rệt. Nhìn vào từng mắt xích, rồi ước lượng khối lượng, bố khẽ thì thầm: "Có khi phải nặng đến nửa tạ đấy anh ạ." Bảo liền gật đầu: "Đồng bây giờ đắt lắm, huống chi lại là đồng cổ thế này. Hay là anh em mình..." Bố gật đầu hiểu ý, đoạn rút từ trong túi vải ra một con dao bổ củi vừa dày vừa nặng, tìm một đoạn xích căng nhất rồi ra sức chặt xuống. Trong đêm sâu thăm thẳm, những lẫn trong tiếng mưa rơi, không ai để ý đến những âm thanh kỳ dị phát ra trong khu nghĩa địa. Ngót 10 phát thì bố mới chặt được một mắt xích. Rồi cứ như vậy, hai anh em kẻ rút người kéo, hề hùng thêm 5 phút nữa thì mới lôi được sợi xích ra ngoài. Bảo vừa thở hồn hển vừa thì thầm bảo: "Nặng thật đấy. Để tao lôi lên trên, không để nước nó xuống nhiều, đất nhão, nó chỉ mẹ xuống bùn thì ăn cám." Bố đồng ý. Hắn nhìn nước đã dâng lên đến bắp chân, vội vã nhặt con dao khi khía chung quanh 7 thanh gỗ trên nắp hòm, rồi vận sức để cái lưỡi thép chắc chắn vào rồi nạy lên thật mạnh. Bảo lôi đựng đống xích lên, vội vàng nhảy xuống. Thấy cái đinh nào nhô lên thì hắn sẽ lấy cây xà rồi nhổ nó lên khỏi nắp ván. Quan tài chôn dưới đất đã lâu nhưng gỗ còn rất chắc. Hai gã nghỉ ngục một lúc lâu mới cậy được nắp ván thiên. Lập tức mùi tử khí quyển với mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc. Kẻ xác đã thành một bộ xương, nhiều chỗ mòn ra thành bụi trắng. Thế nhưng cái đầu lâu và phần xương chậu cùng xương đùi vẫn còn nguyên vẹn. Bố nhìn cái đầu lâu há mồm, hai hố mắt đen ngòm trước mắt mà kinh hãi. Hắn bần thần cả người, toàn thân run lên lẩy bẩy. Nhưng ngành gã thì cứng dạ hơn, khẽ đẩy vào vai của em trai rồi bảo: "Nhanh cái tay lên, tiên sư mày sao cứ run như cầy sấy thế hả?" Đoàn gã lại bồi thêm một câu cho em của mình bớt sợ: "Sau cái vụ này có khi anh em ta chuyển nghề phu mộ đi, kiếm khá đấy, trả đồ ở đâu." Thế anh của mình cười, bố cũng cười theo, nhưng gã vẫn phải hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Dưới đưa cánh tay lấm lem đất cát lên quệt mồ hôi và nước mưa đang chảy ròng ròng ở cái sọ người trắng hiếu. Bỗng nhiên cái vật đánh thình lình động đậy khiến cho bối hoàng hồn. Cái nhật bẩy ra đằng sau, trượt chân đập mạnh lưng vào cái gỗ quan tài. Bà đứng bên nhưng vì quá tối nên không nhìn rõ. Hắn liền gắt nhẹ: "Sao thế? Mày làm sao vậy hả?" Bối giọng bấy giờ run rẩy, cái chỉ tay vào cái đầu lâu rồi ấp úng: "Anh ơi, cái sọ người nó vừa chuyển động đấy anh ạ." Bảo nghe em của mình nói thì tái mặt thất thần cả người. Chả lẽ đã sang thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn ma. Hắn cũng sợ, để đầu mắt hoảng hốt nhìn em trai, rồi lại chuyển hướng nhìn sang cái sọ người trắng ơn. Trong bóng tối lờ mờ giữa nửa đêm về sáng, quả thần Bảo vừa thấy cái đầu lâu khẽ rung lên. Hắn há hốc miệng, mặt tái mét không còn hột máu, và toàn thân thì run lẩy bẩy. Giữa lúc ấy thì từ trong hốc mắt của cái đầu lâu bỗng chuyển ra một con lươn to như cổ tay của người lớn. Con vật bóng nhảy trơn láng đang từ từ chui lên, toàn thân quằn quại, nhơ nhót bùn đất và nước đọng. Nó bò ra khỏi bộ xương rồi nhanh chóng đổi nhanh vào lòng đất qua một cái lỗ hồng bên hồng cái quan tài. Trong cái áo quan, cái đầu lăn lâm lốc vào một xó. Bối vội vàng nhặt lấy định cho vào trong bao tải. Thế nhưng trận Bảo giữ lấy tay của em lại rồi chỉ: "Ơ kìa, cái gì thế nhỉ?" Bố dừng lại nhìn theo hướng tay của anh. Bất giác cả hai anh em đều ngơ ngác nhìn nhau, suýt nữa bật cười thành tiếng. Bảo liền đắp bắp: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái răng." Bố liền sung sướng nghiến răng: "Không biết cái mộ này của ai anh nhỉ? Anh cầm lấy, đem lấy con dao." Vừa nói bố vừa đưa cái sọ cho anh của mình. Rồi kinh như vậy hắn cầm cán dao được chọc mạnh vào mồm của cái đầu lâu. Những tiếng cúp cúp vang lên khô khan trong đêm tối, thế nhưng không được.
hình như xương cốt để lâu năm đã hóa đá, cho nên dù bối có vận sức thế nào, mấy cây răng vàng cũng chẳng chịu lung lay. Bà lúc này đã hơi sốt ruột, thế em của mình loay hoay mãi không được, hắn ra hiệu cho bối dừng lại đổi vị trí. Bối thở hổn hển vì bụng đã đói meo sau một đêm lao động cực kỳ vất vả. Tay chân của gã rã rời, hắn gật gù luồn ra sau đỡ lấy cái đầu lâu, còn Bảo thì vòng ra trước một tay chở đầu sau, liệu phần lưỡi sắc kê vào giữa hai cái kẽ răng rồi bày ngược trở lại. Một cây răng rụng xuống, cứ như vậy lần lượt từng cái được rơi ra, trong niềm sung sướng hân hoan của ngay kẻ bắn bổ và vụ đạo. Thế nhưng mà thình lình khi cái răng thứ sáu vừa bị bẻ, thì cũng là lúc từ trên trời một tia chớp chói lòa rạch nát tầng không, kéo theo đó là một tiếng sấm kinh thiên động địa. Âm thanh quá lớn làm cho cả bối lẫn Bảo đều tái mét. Bảo vội vàng cúi xuống lượm lấy cái răng thứ sáu rồi khẩn khoản ngẩng lên toan nhảy lên miệng huyệt. Thế nhưng bỗng nhiên thằng bố liền nhắc: "Từ từ đã anh ơi, anh thử giờ xem còn cái gì nữa không, giờ có thế này chắc lúc chết cũng chôn theo không ít của đâu." Bảo thích cũng đúng, cho nên sau khi nhặt nốt cái răng còn lại bỏ vào bên trong túi, căn lùa tay khắp quan tài. Quả nhiên trong áo quan Bảo lại mò được thêm một cặp nhẫn vàng, một sợi dây vòng cổ. Bối cũng thả cái đầu lâu xuống rồi quay đi mò mẫm với ông anh. Thế nhưng bất thình lình thì bối rú lên đau đớn, rồi rút tay lên khỏi vũng nước loang loáng mỡ người. Nó cắn em đây anh ơi. Bảo kinh ngạc nhìn ngón tay của thằng em bị kẹt cứng giữa hai hàm răng của cây đầu lâu. Sợ quá hóa liều, Bảo trợn mắt chọc thẳng con dao vào trong mồm rồi bẩy tung ra. Lập tức thì cái sọ rơi tõm xuống nước, quai hàm lủng lẳng cũng rơi theo. Bảo bấy giờ liền khẽ gắt: "Mày phải để ý chứ hả?" Nhưng dĩ nhiên là bối vẫn để ý. Hắn không hiểu tại sao khi nãy hắn đã thả cái đầu lâu ở phía trên mà bây giờ nó lại lăn đồng đốc xuống áo quan rồi cắn vào tay của hắn. Bối nhìn ngón tay trỏ giữa máu mà vừa dùng mình kinh sợ, vừa nhăn nhó vì quá đau đớn. Xé tạm một đoạn bao tải, bối quấn quanh vết thương rồi lên tiếng dục anh trai của mình: "Thế nào rồi anh? Đã mỏi chưa?" Bảo gật đầu rồi bảo: "Chắc là hết rồi đấy. Thôi dậy đi, lại còn lấp đất lại nữa." Lời còn chưa dứt trần, từ trên trời một tia chớp rạch ngang tầng không, mang theo cả một tiếng sấm gầm vang như giận dữ, lóe lên trong bóng tối. Cả hai đều trông thấy ánh chớp vừa rồi hắt vào cái đầu lâu, tựa hồ như hai hốc mắt đen ngòm kia đang trừng trừng nhìn gã. Bảo và bối lại nhìn nhau, cả hai còn sừng sốt bàng hoàng. Thế nhưng thời gian không cho phép, vậy nên là hai gã phải nén sợ, nhanh chóng thu nhặt hết các mẩu xương rồi cho vào trong bị trước khi lấp đất, xóa sạch dấu vết đào bới. Ở phía thửa ruộng của gia đình ông Phú, anh em cậu báu vào bờ cũng đang loay hoay cái xẻng cuốc để bới lên một cái huyệt lỗ giả. Báu vừa làm vừa thì thầm rồi bảo: "Đào nông thôi, đến tầm ngang bụng là được rồi. Sâu quá thì không có để làm gì đâu, miễn sao được cứ đủ đất lát nữa đắp lên thêm một cái gò nhỏ nhỏ là được." Bà hì hục làm mà không nói gì thêm. Ít tuổi nhất nhà nhưng mà 17 bẻ gãy sừng trâu, cho nên là một mình thằng Bờ làm là chính. Báo chỉ đứng cảnh giới mà thôi. Lâu lâu xúc hộ em của mình một tí. Hai gã nhanh chóng đào được xuống khoảng hơn 1 mét. Rồi chúng nghỉ tay đợi hai anh trai của mình đến mang bộ xương của người chết. Báo cắm cái xẻng trên mặt ruộng rồi định tìm một chỗ khuất để mà châm thuốc hút. Thế anh của mình định hút thuốc, Bờ bây giờ cản lại rồi bảo: "Đừng có hút, hút con lửa nhỡ ai phát hiện ra thì sao? Mưa gió thế này làm gì quái bén mảng ra ngoài này, xung quanh đây toàn lau vi sậy cả thôi." Nói như vậy nhưng hắn cũng ngần ngừ rồi nhét bao thuốc vào trong túi áo. Trời vẫn còn mưa càng lúc càng nặng hạt. Hai gã mặc áo mưa ngồi thu lu tránh rét. Thế nhưng mắt nhìn về phương nghĩa trang bên cạnh, chờ Bảo và bối lúc bấy giờ hoàn tất thủ tục rồi mang về đây bộ hài cốt. Đêm lạnh giá lại thêm nước mưa cứ từ trên trời đổ xuống, khiến cho cả hai cùng run lên vì rét. Chúng con do ngồi sát lại với nhau, nhưng mà không ai nói một lời nào. Bỗng từ đâu có một con quạ đen xì lao tới,
đào ngay trên cái cán xẻng mà báu vừa cắm lên mặt đất. Rồi nó kêu lên quang quác. Sẽ đêm tối lại sắp gần bãi tha ma vắng lặng, tiếng quả kêu đột nhiên nghe cực kỳ kinh dị. Nó hòa cùng tiếng mưa phùn và tiếng gió thổi vi vút, tạo nên một bản nhạc cầu hồn rùng rợn như để nhắc nhở những biến cố kinh hoàng sắp sửa xảy ra. Báu giật mình kinh hãi, hắn sợ con vật kêu to quá nhỡ đâu có ai để ý, cho nên đứng lên xua tay để đuổi con vật ghê gớm kia đi. Thế nhưng con quả đen cứ lù lù ở đó không chịu đi chỗ khác. Nó còn trừng mắt nhìn chằm chằm vào gã như đe dọa. Đôi mắt của con quả bỗng nhiên sáng rực lên như hai ngọn lửa. Nó đỏ hồng nhưng toát ra một vẻ ghê gớm rùng rợn, chứ không bình thường như mắt của những con quả khác. Báo hơi hoảng, gã lùi lại đằng sau vài bước. Bà đương nhiên thì cũng trông thấy tất cả, nhưng gã bình tĩnh hơn. Hắn từ từ ngồi dậy định lao lên vồ lấy con chim chết tiệt. Thế nhưng khi bà vừa vùng đến thì con quả như thể có mắt ở đằng sau lưng, nó bỗng bay vút lên cao rồi bồ nhào ngay xuống, một phát thẳng vào bả vai của bà. Cú mổ rất đau khiến cho chỗ thịt lập tức chảy máu đỏ. Con quả sau đó kêu lên những tiếng lạnh lùng thê thảm rồi tung cánh bay đi. Báo lao lại kiểm tra vết thương trên vai của bà, nhát cắt khá sâu, máu loang chảy ra cả xuống. Cái con mẹ con chim này, tao bắt được mày tao băm mày thành cháo. Thế không sao đâu anh, không có hiểu mưa gió thế này chim với quả ở đâu ra không biết. Báo nhìn em thấy có vẻ bờ không sao thật, hắn xé một mảnh áo rồi buộc vào cho thấm máu. Nước mưa chút xuống tầm tã, thấm vào vết thương dẫn máu chảy thấm vào mặt đất. Khoảng 10 phút sau thì Bảo và bố lần đặt chạy sang. Bảo mừng rỡ thấy hai anh của mình đang rẽ hàng lau, khề nệ tiến lại mang theo một vật gì đó nặng lắm. Đợt mưa chảy tới, Bảo liền ngạc nhiên. Cái gì đây? Cái gì mà sao trông nó nặng thế? Bố bấy giờ liền trả lời. Xích đầm đấy. Còn cả cái... Bảo vội vã nói chen. Thôi nhanh lên, không trời sáng bây giờ. Thế anh của mình hơi gắt. Bối bấy giờ bất giác nhìn sang, hắn khựng lại bởi nhận ra ông anh của mình hình như không muốn chia sẻ hoàn hoạn tài bất ngờ kia cho mấy đứa em. Sao vậy thì bối vẫn im lặng cúi đầu bước đi. Bảo thấy nghi nghi hỏi với theo. Còn gì nữa cơ? Bảo bấy giờ liền nói chen. Còn cái con củ cải đó, mày không có hiểu thị sát là thế nào à? Để bọn ông đào về cái áo quan chẳng chỉ xích đồng như thế này như tế quỷ đó, sợ quá. Thằng bờ chớp mắt hỏi. Cái gì anh? Cái xích này để quấn quan tài? Quấn mấy vòng cơ, nhưng mà không sao, tiền sư nó ta tính cả rồi, mấy chục cân đồng khối tiền đem mà. Bà ngẩn ra nhầm tính, thế nhưng đã bị báo kéo đi. Cứ như vậy cả bốn gã mau chóng giải cái chiếu cũ rách mềm ra đất. Cái chiếu này hôm trước báo đã dặn thằng bờ chuẩn bị. Mày phải nhớ là tìm cái chiếu nào càng cũ càng tốt, mộc ra cũng được, thế thì cái lúc đào lên nom nó mới giống thật, đã nhớ chưa? Sau đó chúng gói bộ xương người không nguyên vẹn vào bên trong, rồi dối cả chiếu cả xác xuống cái huyệt nông vừa đào. Bốn kẻ thi nhau lấp đất, cho nên chỉ khoảng 30 phút sau công việc đã hoàn thành. Cái gò nhô lên khoảng 40 phân nên nhìn không khác gì một nấm mộ chôn lâu. Bà còn cẩn thận chạy đi một quãng xa với một đồng cỏ rồi dài lên để trông thật tự nhiên. Trời mưa vài buổi là giống y hệt như mộ thật. Xong xuôi đâu đó cả bốn lần theo con đường cũ để trở về nhà. Chúng không để ý một điều là từ trên cây gạo già, con quả đen ban nãy đang đậu ở đó, trừng mắt quan sát tất cả những điều xấu xa bẩn thỉu của lũ người kia vừa hoàn tất. Bốn ngôi mộ già mỗi ngôi 50 triệu đồng, cộng thêm 3 ngôi mộ chính thức của gia đình ông Phú, giúp gia đình của ông thu về hơn 300 triệu nữa. 300 triệu trong khoảng thời gian đó là một món tiền rất lớn. Cộng thêm số tiền đền bù cho mấy xảo ruộng khiến cả đại gia đình của ông Phú trở nên giàu đi trông thấy chỉ sau có vài ngày. Chỉ có điều những đồng tiền đấy lại tanh mùi máu và nồng nặc mùi tử khí lâu năm. Cầm số tiền đó trong tay, thật ra thì cả nhà ông Phú ngay cả báo cũng cảm thấy lo sợ bất an. Thế nhưng suốt một thời gian dài không xảy ra hiện tượng kỳ lạ gì, thậm chí là ngay cả khi công nghiệp đã xây xong cũng không hề xảy ra hiện tượng gì kỳ lạ. Tới lúc đó gia đình của ông Phú mới thực sự an tâm. Có lẽ báo nói đúng, cải táng những phần mộ vô chủ đó đem về thờ, hoặc là đem lên chùa gieo phúc chứ không phải là gieo nghiệp. Cả nhà ông Phú và bốn anh em ai cũng tin như vậy.
Có tiền trong tay lại thêm công nhân ký xin nước ngoài ùn ùn đổ về. Anh em của Bảo bối báu bờ chung tiền mở một khách sạn kèm quán hát để phục vụ cán bộ công nhân viên trong khu công nghiệp. Đồng thời móc nối quan hệ với các sếp trong các phòng ban, mở rộng mạng lưới làm ăn, nhất là những vụ xin việc xin cất nhắc. Cho tới một ngày nọ, một biến cố bất ngờ xảy ra thay đổi cuộc đời của từng người trong đại gia đình của ông Phú. Đêm hôm ấy đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng nhiên bà Phú thấy trên cửa sổ có tiếng người gõ rất nhẹ. Từng tiếng cộc cộc vang lên trong đêm tối. Ngỡ rằng trong một số các con cháu nửa đêm có việc cần, bà mệt mỏi ngồi dậy rồi vấn khăn đội mớ tóc lòa xòa lên cao rồi mở cửa tiến ra ngoài sân. Nhưng lúc thò đầu qua thì cả khoảng sân rộng rãi thênh thang lại vắng lặng không một bóng người. Bà Phú bấy giờ thầm nghĩ, lại nhỉ, vừa có tiếng gõ cửa cơ mà sao ra thì lại chả có ai. Ngỡ rằng mình già lãng tai nghe nhầm, người đàn bà lớn tuổi lại lò mò trở về giường. Vừa đặt lưng nằm xuống thì tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này lớn hơn và gấp gáp hơn. Bà Phú cố gắng lắng tai nghe thật kỹ, đến lúc tiếng động kêu lên đến lần thứ ba, bà mới nhòm người ngồi dậy rồi khẽ hỏi, anh nào đây, có cái việc gì mà gọi cửa sớm thế hả con? Thế nhưng bên ngoài đột nhiên im bặt, tiếng gõ cửa lên mặt gỗ cũng im theo, cả không gian vắng lặng đến rùng mình. Bà chợt sững người, cảm thấy hình như đêm nay trời lạnh buốt đến rùng mình. Lúc này đã là tháng 5, ban ngày chỉ cũng bắt đầu nắng nóng. Bà Phú đưa tay khẽ lay chồng của mình dậy, nhưng ông Phú hình như ngủ quá say nên không có để ý. Bồn chồn lo ngại, bà từ từ nằm xuống, đôi mắt hướng về phía cửa chờ đợi những sự việc kỳ dị tiếp theo. Bà Phú đưa mắt nhìn ra bốn căn buồng tối om như hũ nút. Một cảm giác lạnh lùng chạy dập sống lưng, và trong lòng của bà chợt nóng lên như có lửa đốt. Mà nghiêng đầu nhau mắt cố gắng nghe những âm thanh vừa rồi đang ngưng bặt không còn gì nữa. Thế nhưng tuyệt nhiên không có gì xảy ra nữa cả. Đêm tối và làn hơi lạnh vẫn luồn vào qua khe líp. Từng ngọn gió lạnh lùng mang theo hơi ẩm rít lên từng hồi thê thảm, nỉ non như tiếng người đang than khóc. Để nhắm mắt lại cố rũ giấc ngủ, bất chợt cánh cửa sổ đóng kín lại kéo kẹt vang lên như có người đưa tay cố mở. Cửa sổ rất khít lại cài then, mà sao lại có ai thò tay vào được. Tưởng chứ âm thanh như người nghiến chặt răng cứ rin rít cất lên, làm cho bà co rúm người lại vì sợ. Càng nghĩ bà Phú lại càng bồn chồn sợ hãi. Không giấu được sự tò mò, bà mới ngẩng cổ rồi người hướng mắt trông ra. Quả thần từ bên ngoài sân vừa có một cánh tay trắng toát thò vào chấn xong, có luồn lên để gỡ then cài cửa. Bàn tay gầy guộc dư xương, những đốt ngón tay sưng vù to như quả ổi, nhưng những móng tay lại cụt ngủn trông như đã thiếu đốt, nằm quái dị vô cùng. Nó cứ lần mò trên tấm gỗ, thi thoảng lại cào lên và tạo ra những chuỗi âm thanh rin rít rợn người. Bà Phú hoảng quá rú ầm cả lên rồi lay mạnh chồng của mình tỉnh dậy. Tiếng hét giữa đêm vang động cả căn nhà, làm tất cả mọi người cùng thức giấc. Ông Phú giật mình hoảng hốt hỏi vợ, làm sao thế, sao mà bà lại rú ầm lên như vậy hả? Bà Phú chưa kịp trả lời thì cánh cửa buồng bật mở, khiến cho bà kinh hoàng hét lên một lần nữa. Thế nhưng hóa ra là Bảo, và theo sau là ba người con của hai ông bà. Mấy anh em đều đoán là đêm nay cha mẹ cãi nhau, cho nên định nhảy vào can, thế nhưng không phải. Bà Phú vẫn ngồi cạnh chồng mặt cắt không còn giọt máu. Mất một lúc sau bà mới bàng hoàng kể lại hết sự tình. Giờ đây khi mà vây quanh mình là bốn người con trai và ông chồng đã cùng chung sống nhiều năm, thế nhưng bà Phú vẫn không thể gạt bỏ được sự kinh hoàng rùng rợn vẫn đang bao trùm trong tâm trí. Khác với bà Phú, ông bố và bốn anh em chỉ bán tín bán nghi, không ai tin là bà đang nghe thấy gì kỳ lạ. Bởi bản thân của ông Phú là một người rất thính tai, ông lại cũng có tuổi ngủ không sâu giấc. Trước đây chỉ cần vợ khẽ cự mình là ông đã biết, cho nên không thể nào mà bà ra ngoài, vào trong hay là có tiếng kéo kẹt cửa mà qua được tai của ông cả. Các con của bà đều cam đoan với nhau là mẹ chúng nằm mơ rồi cứ ngỡ là có cánh tay thò vào cậy cửa. Thứ nhất là vì nhà có nuôi chó, con Bẹc Di lại có tiếng là thông minh, nửa đêm thả cho đi quanh nhà. Người quen chưa chắc đã dám vào nhà của ông bà, huống chi là có kẻ trộm. Thứ hai là làng kỳ công, bà năm nay chị ăn rất tốt. Hơn thế nữa, nếu có trộm thì chúng cũng phải đến kiếm ăn ở nhà nào đó vắng người.
làm sao có thằng trộm nào lại dám bán mạng đến đây. Trong căn nhà có 5 người đàn ông to khỏe. Biết các con không tin và ông chồng cũng vậy, bà Phú không còn muốn phân trần thêm nữa. Thôi, tôi nói vậy đó, các người không tin ăn thì thôi. Dứt lời thì bà liền đứng bật dậy, ra ban thờ thắp hương. Còn ông Phú thì dục các con về buồng vì nghỉ đã quá khuya, cho nên chẳng cần thức làm gì. Sáng hôm sau còn lờ mờ tối, bà Phú đã loay hoay nhỏm dậy. Đêm qua bà chẳng thể nào chợp mắt được một chút. Có dỗ giấc ngủ bà lại mơ thấy cánh tay trắng bệch, cột ngón thò vào qua khe cửa. Nằm trần trầm thì hay buồn tiểu, trời còn chưa sáng bà lọ mọ ra vườn sau đi dài. Trời đang tảng sáng léo nhéo, ở ngoài cổng đã có tiếng người gọi nhau ra thăm ruộng. Tức là những gia đình chưa nhận được tiền đền bù, hoặc là những nhà không có đất nằm trong quy hoạch, cho nên vẫn giữ nghề trồng đúa. Bà Phú đã quen với việc dậy sớm thổi cơm sáng cho cả nhà, cho nên giờ này bà đã thức giấc. Đang loay hoay rửa mặt bên bể nước, bỗng có một làn gió lạnh thổi ảo qua, khiến cây gáo nhựa rơi xuống đất. Bà tặc lưỡi lắc đầu, rồi cúi người khom lưng nhặt cây gáo lên. Thế nhưng khi vừa ngẩng đầu lên thì từ dư quang nơi khóe mắt, bà Phú trông thấy khuôn mặt dĩ nhiên không phải là của bà đang phản chiếu trong cậu nước. Dưới là nước trong vắt mốc lên từ lòng giếng, hiện lên là một khuôn mặt người đàn ông gầy gò, xanh xao và hốc hác. Do vậy thì bà vẫn không thể nào nhận ra được những nét thân quen trên khuôn mặt ấy, bởi đó chính là thằng Bờ còn út ở trong nhà. Giật mình trước gương mặt hốc hác thê thảm của con trai, bà Phú bấy giờ kinh hãi quay phắt đầu nhìn, thì bà bỗng nhiên sững người. Về sau lưng của bà chẳng có gì cả, chẳng có ai, chỉ có khoảng sân rộng thênh thang vẫn còn đang chìm trong màu sương nhạt. Ngỡ ngàng bà đưa tay lên dụi mắt, rồi cứ như vậy thẫn thờ xoay người dõi mắt vào trong chậu nước. Thế nhưng hình ảnh của bà không còn nữa, chỉ là một làn nước lạnh lẽo đang khẽ lăn tăn lay động. Bà đưa tay lên vuốt ngực để trấn tĩnh tinh thần, cố gắng nuốt nước bọt vào trong cổ họng đã đắng chát. Người đàn bà nôn nao khó chịu, đầu óc nặng nề, hai tay ù đặc cả đi. Lảo đảo bà ngồi xuống cái ghế đầu ở ngoài sân, đưa tay vụt nước lên mặt rồi ngước mắt nhìn về phòng ngủ của thằng bà ở dãy nhà ngang. Con trai của bà ngủ không đóng cửa sổ, từ đây ngó vào bà có thể thấy bà đang nằm ngửa trong tấm màn tuyên trắng đục. Mồm hơi há ra, ngực phập phồng rõ ràng là đang ngủ rất say. Lắc đầu để xua đi những hình dung quái đản lượn vượn trong tâm trí, bà khẽ thở dài đánh răng rửa mặt rồi quay trở vào trong nhà. Và trong nhà thắp hương khấn vái, mong gia đình tai qua nạn khỏi. Thế nhưng vừa bước vào bên trong nhà chính thì bất chợt bà kinh hãi rùng mình ngẩng phắt đầu nhìn lên. Bởi vì bà vừa nhận ra ba nén hương đêm qua bà thắp vẫn còn nguyên vẹn cắm ở trong lư. Đêm qua thắp hương khấn vái xong, bà Phú bấy giờ vội vàng vào trong buồng nằm nghỉ. Không biết đập bên ngoài này bà nén hương đã tắt ngấm từ bao giờ. Xuân dậy bà lấy bật lửa thắp ngọn đèn dầu rồi rút bỏ ba nén nhang đã cháy dở bằng ba nén hương khác. Châm ba nén hương vào ngọn đèn dầu, rất nhanh cả ba đều bắt lửa. Bà Phú hít một hơi thật sâu vậy cho tắt rồi mới cắm vào trong lư. Thế nhưng hương vừa cắm, bà còn chưa xuống gọi ban thì cả ba nén hương đều tắt lịm. Như một phản xạ cực mạnh, bà ú ớ lùi về đằng sau, suýt chút nữa thì trượt chân ngã ngửa ra nền đất. Trời có tiếng xe máy trùng xích lộc cộng cất lên, khiến cho bà Phú giật mình quay đầu trông ra ngoài cửa. Bà ơi, mày đi đâu mà sớm thế con ơi? Bà vừa dắt xe vừa ngáp. Con đi lên trên huyện đây, phải khám cái vai đó mẹ, nó cứ đau buốt cả đêm con không sao ngủ được. Trơ mắt nhìn con, bà Phú chợt nhớ đến hình ảnh vừa nãy của thằng Bờ hiện lên trong chậu nước. Bà liền lắp bắp. Nhưng mà sao phải đi sớm thế con, mày đang uống gì đâu? Thằng Bờ liền đáp. Ra sớm thì mới không phải đợi, bệnh viện huyện nó đông người lắm, mà thủ tục nó lôi thôi, ra muộn một chút có khi phải chờ đến trưa đó. Mà con phải thử máu nên là không ăn được gì. Bà Phú nhìn con bất giác, bà nắm lấy tay của con rồi dặn. Thế đi đi, đi đường nhớ cẩn thận nhé con. Bà khẽ cau mày bởi nó nhận ra hôm nay thái độ của bà Phú khác hơn so với ngày thường. Thế nhưng mà nó cũng chỉ đoán là bà vẫn còn đang sợ hãi vì cơn ác mộng đêm qua. Thằng bà bấy giờ chào mẹ rồi nhảy phắt lên xe phóng đi.
Chỉ còn lại một mình bà Phú đứng ở ngoài hiên, thân thờ nhìn theo bóng của con đang khuất dần sau một đống rơm. Thân thờ bước trở vào trong nhà, bà Phú nhìn thấy ba nén hương đang nguội ngắt. Một lần nữa bà đứng dậy, với tay rút ba nén hương cũ ra, rồi châm thêm ba nén hương mới. Thế nhưng cảnh cũ một lần nữa lại diễn ra. Ba nén hương rõ ràng vẫn còn đang phừng phừng bắt lửa, thế mà chỉ cần cắm vào lư thì đã y như rằng tắt lịm. Bà Phú dùng mình nhìn ba nén hương nguội ngắt, rồi run rẩy đưa mắt nhìn lên những bức di ảnh đang đặt trên bàn thờ. Một cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng khiến cho bà ớn lạnh. Dường như những đôi mắt trong các tấm di ảnh treo ở trên tường đều đang nhất loạt trợn lên, nghiêm khắc nhìn bà. Bà Phú bất giác lùi người về đằng sau, bàn tay của bà run rẩy chắp lại với nhau rồi vái. Con nam mô A Di Đà Phật, con lại chín phương trời mười phương chư Phật, con kính lại chư Phật mười phương, con xin các cụ chứng giám cho lòng thành. Lời khấn của bà còn chưa dứt thì bất thình lình bát hương nguội ngắt bỗng dừng bốc hỏa, ngọn lửa bùng lên từ dưới những tàn chân nhang bốc lên cao nuốt trọn lên những chân hương. Sắc lửa xanh lét như là lửa ma chơi phừng phừng bốc lên như giận dữ. Bà Phú kinh hãi rú lên, nước mắt ngắn dài quỳ sụp xuống rồi van lạy: Trời đất ơi, kính xin các cụ phù hộ độ trì cho gia đình con. Lấy lửa bốc lên cao đến tận trần nhà, tiếng lửa cháy đùng đùng hòa cùng tiếng khóc than khiến cho cả nhà bà Phú một lần nữa bàng hoàng thức giấc. Cả nhà vừa có mặt thì cũng là lúc bát hương trên ban thờ ngừng cháy, nhưng lưỡi lửa cũng liếm cả vào những bức di ảnh đằng sau, thiêu cháy liền một lúc 5 bức ảnh, chỉ còn trơ trọi lại mỗi khung. Đứng từ dưới trông lên, nhìn 5 khung ảnh trơ trơ ở đó như đang chờ những khuôn mặt mới thế vào. Bà anh con trai vội vàng đỡ mẹ, ông Phú thì lấy nước cho bà, thẫn thờ trên ghế. Lâu lâu bà Phú lại ngước mắt trông lên 5 khung ảnh trông như một điểm báo tai ương, chuẩn bị đổ xuống gia đình của bà. Trên đường lên huyện, vừa đi bà vừa lắc lắc cái vai. Vết thương bị con quạ mổ ở nghĩa địa đêm nào, cứ tưởng là lành rồi, bây giờ khi cháy gió trời trời lại đau nhức như vậy, đến mức mà bà không ăn, không ngủ nổi. Mấy đêm nay vết thương lại càng trở đau, trông như sưng tấy hẳn lên, ấn vào thì mềm mềm như để chứa mụ ở bên trong vậy. Sợ rằng mình bị nhiễm trùng hoại tử cho nên bà đành phải lên trên viện để khám. Đường từ nhà ra viện không xa bao nhiêu, chỉ khoảng hơn 50 cây số. Thế nhưng vết mổ trên vai không hiểu vì sao nên lại đau buốt từng cơn. Hình như nặng nề hơn trước khiến cho bà vất vả lắm mới lái được xe. Con đường từ nhà lên viện phải đi qua cổng nghĩa trang và mảnh ruộng của gia đình hắn. Khối đất đó vẫn còn đang thi công nốt các hạng mục của khu công nghiệp, cho nên vẫn nhộn nhịp người xe. Những chuyến xe đổ đất cát, vật liệu, xi măng cứ suốt ngày nối đuôi nhau qua lại, khiến con đường đang trong giai đoạn thi công càng trở nên mấp mô nứt nẻ. Vừa có nhọc lái xe, bà vừa đưa mắt quan sát sang khu công trường. Nhưng ngày lúc ấy chiếc xe máy lao vụt qua một cái ổ gà rất lớn, nó bật lên cao rồi lao uỳnh xuống đất. Bà chỉ lái xe bằng một tay cho nên gã không giữ được thăng bằng, ngã nhòi xuống đất. Và bất ngờ một chiếc xe lưu từ đâu tiến tới, người tài xế không kịp phanh, rồi tốc độ của xe lưu không lớn, cả cái bánh xe nghiền vào thân thể của bà, khiến một phần người của hắn nát nhừ như một bãi sinh tố dưa hấu trộn thịt người. Trên bờ vai bị quạ mổ, vết thương đã trở thành một cái lỗ đen ngòm sâu hoắm. Cái lỗ đó bị lực ép quá lớn cho nên lập tức đùn lên mù vàng mù xanh. Trong đống nhầy kinh tởm đó còn vài con giòi trắng đang lúc nhúc bò lộm nhộm. Phần đầu của bờ thật là ghê tởm, hộp sọ bị bánh xe lu vào từ phía sau nên sức ép đẩy dồn ra trước, ép cho hai cái nhãn cầu mắt bắn phọt ra ngoài. Máu đen từ thất khiếu chảy ra hòa cùng dịch não trắng ửn như đậu phụ bê bết trên mặt lộ. Cả công trình ngừng tiếng máy, người tài xế lao vội xuống xua tay phần trần với tất cả những ai vô tình chứng kiến. Ở dưới đất, những phần cơ thể chưa bị nghiền nát của bờ vẫn còn đang giật giật bởi những phản xạ thần kinh thực vật cuối cùng trước khi chết hẳn. Đám đông bù quanh nhưng không ai dám lại gần vì khung cảnh kinh hoàng và khủng khiếp. Mãi một lúc sau mới có người nhận ra cái xe máy của bà rồi chạy vội vào làng thông báo hung tin rùng rợn cho gia đình nạn nhân. Ở nhà bà Phú đang lau dọn cái ban thờ sau vụ cháy bát hương thì thấy ngoài cổng bỗng nhiên nháo nhác có tiếng người gọi: Trời đất ơi, bác Phú ơi, khổ thân bác quá,
Cái thằng bỏ nó mất rồi bác ơi. Bà Phú nghe xong đã tái mặt chạy ra. Cái gì? Chị nói cái gì? Ông Vũ từ trong nhà cũng lao ra. Ai bảo chị thế? Nó vừa có lấy xe đi đâu cơ mà. Người nọ run rẩy chỉ tay về con lộ dẫn lên trên huyện. Trời đất ơi, làm gì có ai bảo, chính tôi nhìn thấy. Kinh khủng lắm ông bà ơi, khổ thân ông bà. Cho nó bị ngã xe, đúng cái lúc cái thằng xe lưu sau nó lao đến. Nghe tới đây bà Phú đã ú ớ kêu lên, hai mắt trợn trừng ngã lăn ra đất. Ông Phú bàng hoàng rồi gào lớn. Trời đất ơi, thằng Bảo thằng bối đâu? Trời đất ơi, con ơi là con. Lập tức bốn người đàn ông vội vàng chạy ra hiện trường, rồi đều kinh hãi chết sững người mà khóc nấc lên thảm thiết. Thi thể bắt buộc phải để lại đó để chờ công an đến khám nghiệm hiện trường. Sau hơn 2 tiếng, lúc rời bỏ đang người thấy mùi thịt người bu đến kiếm ăn, thì mấy đứa con của ông bà Phú mới có thể thu nhặt từng phần xác chết. Lớp thịt dính bết dưới đường không thể dùng tay mà bốc lên, cho nên Bảo phải lấy xẻng để xúc thịt của em trai cho vào trong bao tải. Trên con lộ nối từ cổng làng cắt ngang qua khu nghĩa địa, in hẳn một vệt sơn trắng xóa lẫn với vũng máu tanh tưởi đã chuyển sang một màu đỏ thẫm. Đám ma đưa tiễn cái đầu lâu vào phần thi thể không toàn vẹn của bà được diễn ra trong một ngày mưa to gió lớn, sấm chớp liên hồi, cũng giống nghệt như cái đêm mà anh em của bà quật ngôi mả cuối cùng để đưa vào mảnh ruộng của nhà mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.